ngoại đi vườn cây. Quẹo đây nè má, mấy cái đèn mấy cái bơ nè. Dẫn bà ngoại đi vô vườn cây, mua cây, coi cây với lại mua đất trồng cây. Lâu quá rồi bỏ phế. Cái chỗ của mình nó tàn tạ luôn. Giờ ngoại qua rồi. Mua đất, đất ở trong á má ơi. Này mấy cây giống á. Mua không. Mình coi vòng vòng ngoài đây trước có cây gì không. Mua lạnh á, rồi xong rồi mình mua. Xong rồi mình mua mấy cái đất sao? Đó ngò á. Ngò á. Với ngoại trồng rau cho mùa đông ha má ha, trồng rau mùa đông để ăn. Đây là mấy cây bơ quá trời cây luôn, cái xoài nè má quá trời cây này. Cái này là nó trồng lên giống để cho mình mua về mình trồng á, quá trời luôn. À, cây vậy là 30 gần 40 đô, 39 đồng mấy rồi. Đó mấy cây này quá trời luôn nè, cây này giống nhà mình nè má. Ồ bà ngoại thấy mấy cái ớt kiển ngoại khoái quá, đẹp không ngoại? Cái này mà tết á, 98 cent hả? Ừ, 25 đồng chậu á, mà nó đẹp ha. Ừ, nó đẹp, đẹp quá trời luôn. Mà mấy ớt này ăn được không má? Ví dụ mình làm kiển mình ăn được không? Được, sống được. Ớt hiểm nè, rồi ớt trái bự nữa. Rồi bên đây là bông, bên đây là bông nhiều lắm má ơi, bông đẹp lắm, đẹp không? Con là hay ở đây mua bông, mua đất, mua mấy cái phân đồ á về trồng. Nó cây này cây cherry đó. Ờ không có gai gì đâu. Đó mình người ta làm giống cho mình đó, mình mua về mình trồng á má. Cây vậy là cũng 40 đô. Nó dưới là cây lê. Bơm kìa. Ừ bơm lê đủ thứ hết á. Đây là bơm lê cherry không à. Ôi ôi bông hoa quá trời đẹp luôn. Ngoại thấy bông lạ lạ, ngoại phái ngoại hả? Ừ. Ít cái có bông. Ừ, quá trời bông luôn. Nó không chết. Mùa này là bông hoa. Đó, bông bụp bên đây là bông bụp nhiều lắm luôn. Ở Việt Nam mình không còn thấy chứ bên đây là bông bụp bao la luôn á. Thẳng ở bên đó luôn, thẳng ở bên đó luôn nè. Đi vòng vòng mới coi mấy cái bông chứ. Thẳng đâu? Thẳng bên đó luôn, đẩy thẳng vào đó luôn cũng được. Đâu có đẩy được đâu. Được, cứ đẩy đi đi. Em bông bụp này phải không? Ừ, nó bông bụp kiển nó đẹp chưa? Wow, cái bông bụp này nó sao cái bông nó bự dữ vậy trời. Ừ, đẹp lắm, nhiều màu lắm luôn á, bên đây bông bụp nhiều màu lắm. Ôi bông trang cả nhà ơi, lâu lắm mà mới thấy lại bông trang luôn á. Quá trời luôn. Hồi đó hay hút mấy cái tim bông trang này, nó ngọt ngọt á má. Ôi ôi trời, qua đẹp quá trời luôn. Cái nào má thích cái này hả? Cái này tết mua về chân. Quá trời, trời bên kia dạng thọ kìa má. Quá trời bông đẹp luôn. Vô đây thơm mùi bông không? Ờ bà ngoại đi vô Home Depot, bà ngoại hỏi cái gì cũng có bán hết hả? Gì cũng có bán hết hả? Ở bên đây bán là tập trung vô một thứ má, mấy cây này cái thông này má, để qua đây má, cho xem ta đi rồi má. Ồ, mùa này là người ta bán mấy cây thông quá trời đẹp luôn cả nhà. Coi nè. Quá trời bự luôn quá không? Đây này ổng có nhúc nhích không? Có đè đâu biết nhúc nhích hay không, đâu biết đâu. Rồi, mua mớ đất mớ phân để về trồng rau cải nha. Nổi không ngoại? Mạnh dữ ta. Đất cũng đất luôn nhưng mà con xài đất đó quen rồi. Quá wow, ngoại mạnh dữ ha. Hello Đình Đình. Hôm nay Đình Đình được nghỉ nè. Hồi sáng dẫn ngoại đi mua đất, mua cây, mua phân rồi bây giờ dẫn ngoại đi ăn món Hàn Quốc. Hello bà ngoại. Hello. Đình Đình được nghỉ 2 ngày luôn, đã ha Đình ha. Dẫn ngoại đi ăn món Hàn Quốc, trời này lạnh lạnh cả nhà ơi. Dẫn đi ăn tofu hao. Thôi người ta của này quán khác không? Hả? Ờ. Đây tới cái tiệm này ăn nè cả nhà. Bây giờ đó, hai bà cháu đang gọi món nè. Qua ở ngoài nắng nó dội vô cả nhà. Nhìn đẹp dễ sợ luôn. Má đi nhớ mà má muốn này cho Đình ăn. Ôi nay thấy Đình lớn quá, mặc cái áo này thấy lớn quá Đình Đình.
Trời bắt đầu lạnh rồi cả nhà ơi. Bà ngoại là chịu lạnh nay mấy nay bệnh nữa. Qua chưa có quen. Mai cái này. Ok. Cái này là cái gì? Đọc cái này là cái gì? Đó, hai bà cháu. Giờ này giờ chưa cả nhà. Quá trời người ăn luôn đó. Cái tiệm này ăn cũng giá cũng ok mà nó cũng ngon cả nhà ơi. Nhiều người ăn lắm hay chưa? Lớn rồi kìa, đành biết lấy đồ hết luôn. Ôi giỏi quá, cảm ơn nha. Cái này mùi lạnh rồi. Đồ ăn chưa ra đem nguyên bàn à. Nguyên bàn la ghim này là ăn là no luôn á. Cái này có chén cơm nữa là no luôn á má. Uống nước đi. Cũng ly nè. Ấy chưa có cũng ly nè ba người. Vô cũng ly nè anh. Đèn vô 1, 2, 3 vô. Rồi đồ ăn ra hết rồi cả nhà ơi. Ăn đi ngoại. Đình đình ghiền tô khô hào lắm. Trời lạnh lạnh nắng này đã ha đình ha. Chân nóng nha. Quá trời ngon luôn. Lúc này giờ đình đình theo bà ngoại. Không biết làm chủ. Ăn đi má. Cái này chưa không có cay lắm. Chưa không có cay lắm, ăn nó không có cay. Hai bà cháu ăn ngon à. Ăn cay dữ vậy đó. Ừ, thầy bên đó lạnh á. Ăn cay dữ. Hả? Thấy hai bà cháu ăn ngon dễ sợ luôn. Bây giờ đến mình ăn cả nhà ơi. Rồi vừa mới ăn xong luôn nè cả nhà ơi. No chưa đình? Chưa. No quá, no luôn ngoại, no ngoại. No luôn. Ăn mà còn dư nè, xách bịch đem về nữa chứ. Rồi bây giờ đi Costco tiếp tục. Đó. Ngoại giờ ở đây ngoại phái kìa, ngoại phái ở Mỹ không? Phải. Ngoại nói đồ ăn gì ngon quá, nhiều quá. Mai mốt còn nhiều món nữa, từ từ dẫn má đi ăn. Bây giờ đi Costco mua đồ, hết nước, hết đủ thứ. Nay có Đình Đình ở nhà vui quá nè. Đình Đình được nghỉ học vui quá nè. Vui không Đình? Lẹ lên nhắc bà ngoại xuống rồi Đình. Lẹ lên, coi chừng á. Đi từ từ thôi nha. Gửi xe, không có chỗ, gửi xe dưới hầm cả nhà ơi. Gửi xe dưới hầm trả tiền không? Trả tiền gì? Trả tiền xe. Ở đây đâu có trả tiền xe đâu. Ừ. Đây, hôm nay đi rửa xe cho bà ngoại trải nghiệm rửa xe bên Mỹ. Nãy giờ ngoại thấy lạ quá. Ngoại nói có cần xuống xe không? Nói bên Mỹ rửa xe ngộ quá vậy. Qua ở đây rửa xe nó đắt dễ sợ đắt luôn á. Trời, đứng từ nãy giờ 15 phút luôn á, tới lượt xe của mình. Quá trời xe dài dài luôn. Chúc cho bà ngoại thấy rửa xe bên Mỹ nha ngoại. Rồi. Hello Đình Đình. Ủa nó đang tha cái thằng đó, nó tha cái gì vậy? Wow, đi tắm cái xe. Cái xe quá dơ luôn. Đó, thấy không ngoại? Ngoại né dữ vậy, ngoại sợ văng nước hả? Không có văng nước đâu, chín rồi. Đó, thấy đọc chưa? Có miếng bánh vậy hả? Ờ. Đình Đình cười ngoại kìa. Cái gì vậy Đình Đình? Đó, Đình Đình cười ngoại kìa. Ngoại né quá ngoại, ngoại sợ nước văng vô. Đó, rửa xe ở đây vậy đó má. $9 cả nhà ơi. Nó quá trời giá luôn, thấp nhất là $7. Còn này mình rửa $9. Ủa, $9 là nó trả chậm hay sao? Không biết, mình không biết thì nó có xà bông nữa làm sao đó. Nó nhiều loại lắm, mười mấy đô. Rồi, bây giờ dẫn hai bà cháu đi Costco mua đồ. Rồi, đi đi má. Qua trời nắng quá trời luôn nè. Mà nó trời nó cũng lạnh lạnh đó cả nhà. Cái này không được đậu xe. Chỗ này là không được đậu xe đó. Costco chỗ này gần nhà mình á, lúc nào nó cũng đông quá trời cả nhà ơi. Kiếm chỗ đậu xe khó. Đây xe lui kìa. Cái gì con nói gì? Ở bên này là cái này cũng giống cái mùi xe của Việt Nam á. Ngoại phái đi Costco lắm, ngoại phái đi vô đây để coi đồ lắm ngoại. Hả ngoại? Ở chỗ đây bán bún xà nè cả nhà.
giặt nó rút lại nữa. Đó, mua cho ngoại áo lạnh nè. Bây giờ vô mùa đông rồi. Áo này ok không ngoại? Ok. Màu đen đi, ở trong này nó có túi ở trong nữa. CS được rồi nè. Đó, ngoại mặc khoái không? Nó nhẹ nữa, mấy cái này nhẹ lắm, trời lạnh mấy nằm lắm. Còn mà má cái bao đựng rác nè, còn phải không má? Ở nhà còn phải không? Còn cuồng á, cuồng xài nhiều lắm. Đi Đình. Trời đất ơi, Đình mặc cái áo gì mà hai cái tay lòng thòng xuống vậy Đình? Áo này là Đình lớn một chút mới mặc được mà Đình khoái quá cả nhà ơi. Cho nên hả, Đình lấy ra Đình mặc coi cái áo lòng thòng nữa kìa. Trời đất ơi, sao kìa. Bán ghê thiệt luôn là gì? Bà ngoại nói đây bán ghê thiệt luôn. Bán cái gì cũng nhiều phải không má? Ở đây người ta không có rảnh để đi mua hoài. Bởi vậy người ta đi mua một lần người ta xài. Không có đi mua hoài. Đình đang đứng đợi lấy đồ ăn thử nè cả nhà. Đó. Đình thích vô Costco rồi đó. Ăn mấy món nào mà thích ăn ăn ngon là bắt đầu kêu má mua nè. Đình phải ăn mấy cái đồ của Mexico lắm cả nhà ơi. Đó là gì vậy Đình? Đình thịt gì vậy? Ngon thử coi ngon không á? Ngon không? Ok không? Đem lên cho bà ngoại ăn thử miếng kìa. Đó, bà ngoại đẩy qua hàng trái cây rồi. Giờ đi kiếm bà ngoại đi. Đi Đình. Đi kiếm bà ngoại đi, bà ngoại bên ở bên chỗ trái cây bên đây nè Đình ơi. Ngoại bên kia kìa. Gì? Nói gì? Ngon quá. Ngon quá, trời ơi húp luôn. Ngon quá hả? Mới ăn no rồi mà còn ăn nổi nữa hả Đình? Còn đói bụng mà. Còn đói bụng nữa dữ vậy ta. Nó lấy cái màu vàng ở trên đó má. Lấy một hộp đi xà. Nặng lắm á, đi xích vô có buông cái tủ ra. Một hộp như vậy là 11 đô á cả nhà, 4 miếng bự lắm á. Vậy hả? Đó, bà ngoại, đó, được xe luôn. Mua đồ xong hết rồi cả nhà ơi, bây giờ đi ra tính tiền. Hôm nay bên đây lễ, cả nhà ơi, quá trời đông luôn coi nè. Costco gần nhà mình là nói chung là lễ hay ngày thường gì cũng quá trời đông luôn á. Bây giờ đứng với like trả tiền. Quá trời. Mua đồ xong hết rồi cả nhà ơi, bây giờ đi về. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà nha. Đình Đình, bye bye đi con.